Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 22, giá phân bón các loại chững ở mức cao sau khi tăng nhẹ vào hôm qua. Một số đại lý bán hàng ure cầm chừng do kỳ vọng giá nội địa tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thấp, giá phân bón như đạm, lân tăng cao khiến nông dân tăng thêm chi phí đầu tư trong khi làm ruộng vất vả, chân lấm tay bùn nhưng thu nhập thấp chỉ lấy công làm lãi. Trước căng thẳng giữa Nga và Ukraine, các chuyên gia cho rằng siêu bão giá phân bón lần thứ ba có thể sẽ chưa dừng lại bởi giá nguyên liệu và các nguồn cung từ các nhà sản xuất đang bị gián đoạn. Cụ thể, đến ngày 3 tháng 3, giá dầu Brent tiếp tục duy trì ở mức cao sau căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đã đạt 110,81 đô trên một thùng. Giá khí đốt cũng leo thang khi nguồn cung chính từ Nga cũng bị đứt gãy. Nhiều nhà sản xuất phân bón ở châu Âu buộc phải đóng cửa. Ở một khía cạnh khác, thế giới sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung phân bón vì lệnh hạn chế xuất khẩu ở các nhà sản xuất chính. Năm 2021, Nga và Trung Quốc, hai quốc gia chiếm lượng lớn phân bón xuất khẩu trên toàn cầu, đã quyết định hạn chế xuất khẩu phân bón hóa học để ngăn chặn sự thiếu hụt trên thị trường nội địa dẫn đến tăng giá đột biến. Chuyên gia phân tích của CTCK BIDV cũng cho rằng động thái cấm xuất khẩu ammonitrat của Nga có thể đẩy giá phân đạm trên toàn cầu tiếp tục tăng. Hiện nay, sản lượng ammonitrat xuất khẩu của Nga đạt khoảng 15 triệu tấn trên năm, chiếm 75% nguồn cung toàn thế giới. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách hạn chế xuất khẩu phân bón nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng và chi phí nguyên liệu đầu vào như khí, than tăng cao. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt từ EU đối với Belarus, quốc gia chiếm tới 20% sản lượng kali toàn cầu, đã ảnh hưởng đến tổng lượng kali xuất khẩu. Tất cả những yếu tố trên khiến thế giới rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá phân bón tiếp tục neo cao. Trước tình hình hiện nay, ông Phùng Hà khuyến cáo các nhà sản xuất phân bón trong nước cần phải đẩy mạnh sản xuất, ưu tiên cho thị trường trong nước kết hợp với xuất khẩu dựa trên tình hình thực tế của cung, cầu. Sau một năm nông dân điêu đứng với giá phân bón, hiện tại FAV cho rằng các doanh nghiệp cần giảm tối đa chi phí sản xuất, đưa phân bón đến tay người tiêu dùng. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 808-903, Phú Mỹ là 809-954, ure Hà Bắc là 806-902, Ninh Bình 806-902, Trung Quốc là 809-950, ure Indo hạt đục 808-903, ure Malaysia hạt đục 808-903, DAB Hồng Hà 1.1-1.2, Đình Vũ 904-909, Lào Cai 925-970 ngàn đồng, Philippines là 1.050-1.150, Hàn Quốc là 1.300-1.400 ngàn đồng, DAB Nga đen 64% có giá là 1.250-1.350 ngàn đồng, phân kali miễn Cà Mau 870.000-920 ngàn đồng, Phú Mỹ 880-920 ngàn đồng, ba con cò 900-950 ngàn đồng, Canada 890-940 ngàn đồng, Israel là 860-920 ngàn đồng, Belarus là 870-930 ngàn đồng, Jordan là 880-920 ngàn đồng, kali Israel hạt huyễn 700-750, phân kali Israel trắng là 701-706, phân kali miễn Lào 800-850, NBK 16-16-16 Nga 803-890, phân SOP kali sunfat 850-809, NBK 16-16-8 Bình Điền 800-806, Cà Mau là 709-804, Phú Mỹ là 708-803, ba con cò là 900-950, Việt Nhật là 800-804, Hàn Quốc 16-16-8 cộng 9S là 702-708, Nga là 803-808, NBK 20-20-15 ba con cò là 1.020.000 cho tới 1.070.000 đồng, Bình Điền là 950-990.000 đồng, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 960-990.000 đồng, Sếp Lân Long Thành 260-300.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau và Phú Mỹ là 809-940.000 đồng, phân ure Hà Bắc 804-890.000 đồng, Ninh Bình 880-930.000 đồng, Trung Quốc 890-950.000 đồng, phân DAB Hồng Hà 1.150-1.250.000 đồng, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 906-909, 20-20-15 Bình Điền 903-907, 20-20-15 ba con cò 908-1.050,
20-12-7 TE Bình Điền là 808-940, 18-86 Việt Nhật là 800-850, 14-14-14 Philippines là 809-902, 15-5-10-14 Lào Cai 502-508, 16-88 Phú Mỹ là 707-802, Phan Long Văn Điển 203-207, NBK 16-168 Cà Mau là 804-809, Phú Mỹ là 850-809, Việt Nhật là 800-804, Phan Kali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ là 804-809, Lưu Hình Nhật 504-509, Lưu Hình Trung Quốc là 501-507, Đài Loan là 408-504. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Phan Ure Hà Bắc và Ninh Bình bằng giá 804-809, Trung Quốc 808-903, Phú Mỹ là 809-904, Phần DAB Đình Vũ là 915-960.000, Hàn Quốc là 1.350-1.450, NBK Bình Điền 13-13-13 TE 920-970.000, NBK 16-168 Việt Nhật là 806-920, NBK 16-168 TE Việt Nhật là 900-950.000 đồng, Phần Lân Lâm Thao 203-207, Phần Cali Israel Hạt Miễn 808-930.000 đồng, Phần Cali Belarus Bột là 700-750, Cali Israel Hạt Miễn Bột 700-750.000, Cali Hạt Nhỏ 701-707, Cali Bột Phú Mỹ là 800-870.000 đồng. Bà con lưu ý giá này là giá tham khảo trên mỗi bao 50kg nha bà con. Giá còn có thể chênh lệch là tùy nơi, tùy theo cái lượng cung cầu ở mỗi địa phương, cũng như là mình mua đầu tư hay là mua bằng tiền mặt ha bà con ha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để có thể theo dõi các nội dung nhanh chóng và dễ dàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể theo dõi các nội dung nhanh chóng và dễ dàng. Xin cảm ơn và xin chào.